thể ăn bậy nhưng không thể nói bậy. Kem của tôi là kem chất lượng, được đảm bảo và có giấy kiểm định hẳn hoi. Cậu nói là có giấy tờ hẳn hoi đúng không? Đúng. Đưa ra đi cho tôi. Đúng rồi đó. Tôi phải kiểm tra thì tôi mới tin. Giấy tờ đâu? Mà hai chị cô không có thẩm quyền gì để kiểm tra giấy tờ của công ty tôi hết. Người tiêu dùng được quyền gửi đơn đến những cái cơ quan nhà nước có thẩm quyền để mà có thể là khiếu nại đối với cái chất lượng sản phẩm hàng hóa đó hoặc là gửi kiểm tra tòa. Chào mừng quý vị khán giả, chúng ta đang đến với chương trình Bốn Phương Kỳ Cục Án. Và ngay bây giờ thì Đình Toàn mời quý vị cùng chào đón vị khách mời của chúng ta ngày hôm nay, luật sư Huỳnh Thị Thanh Hồng. Dạ, xin chào anh Đình Toàn, xin chào quý vị khán giả. Ở đây, trước tiên thì Toàn muốn nói một câu chuyện bình thường trong đời sống đi. Dạ. Đình Toàn không biết là bình thường thì Thanh Hồng em có hay mua sắm những cái món đồ ở trên mạng không? Dạ, em cũng hay mua lắm anh. Những cái đồ mình lựa chọn mua là gì? Dạ thông thường thì em sẽ chọn mua là giày dép hoặc là quần áo. Dạ. Vậy thì khi mà mình mua sắm những cái món đồ ở trên mạng đó, dạ, chắc chắn là nó sẽ khác với cái việc là chúng ta đi ra chợ hay là đi ra siêu thị mình tôi thấy cái bông này vậy rồi mày về tôi mua. Dạ. Còn khi mình mua sắm ở trên mạng thì nó có rất nhiều vấn đề xảy ra, thì dạ, Hồng thường em chú ý đến cái điều gì trước khi mình quyết định là mình mua cái sản phẩm đó? Nếu trường hợp mà em mua hàng trên mạng thì em sẽ chú ý nhiều đến về cái chất lượng của cái sản phẩm đó. Dạ. Dạ. Bằng cách là thứ nhất là em sẽ dựa vào những cái thương hiệu mà đã có tên tuổi trên thị trường. Dạ. Cái thứ hai là em cũng xem những cái comment ở dưới những cái bài viết để em coi cái những cái comment của những cái đó là coi comment nó có tốt hay không. Dạ. Dạ. Thường là như vậy đúng không? Và chắc chắn là có rất nhiều người khi mà xã hội chúng ta phát triển thì chúng ta cũng bắt đầu dần quen với cái thói quen là mình mua sắm ở trên mạng. Dạ. Nhanh gọn, người ta giao tới, không phải nắng nôi, không phải chen chúc, dạ, không phải xếp hàng đúng không nào? Nhưng không phải tất cả đều có mặt tiêu cực của nó. Dạ. Và một câu chuyện ngày hôm nay mời quý vị cùng theo dõi. Quỳnh hả? Đến đâu rồi? Tới cửa rồi nè. Trời đất ơi, làm gì mà lâu dữ vậy? Sốc ruột cũng chết à. Ngồi chơi. Bữa nay ở nhà mình hả? Chứ sao, thì có hẹn với bà cho nên là hai cha con á đi về nội chơi rồi, tôi ở nhà đợi bà. Trời ơi, cảm ơn bà nhiều nha. Trời ơi, lâu lắm rồi mới gặp nhau á nha. Nói nghe nè, kể tôi nghe coi, công việc làm sao, gia đình ổn không? Gia đình thì cũng ổn, con cái thì cũng lớn rồi, khỏi cần đón đưa nữa. Ủa. Mà kinh tế thì hơi vất vả xíu. À anh vậy á, mà công nhận nghe, mấy năm nay á tình hình khó khăn. Thôi tình hình chung cố nghe. Cảm ơn bà, tôi sẽ cố. Bà nè, bạn bè với nhau lâu lâu thì gọi điện cho tôi rồi mình đi cà phê, cà pháo hay là hẹn gặp nhau gì đó. Với lại á, Quỳnh, có gì á nha, tâm sự với tôi chứ. Sao im im không vậy? Tôi để ý á, dạo này bà ốm lắm. Thấy chưa? Rồi coi kìa. Xanh sao? Bà đâu quay qua tôi nhìn coi. Ủa? Sao mà da mà sạm dữ vậy Quỳnh? Sao vậy? Chắc dạo này công việc nhiều quá, stress, lại già rồi, da nó bị lão quá. Lúc trước thì mỹ phẩm cũng có xài mà thấy không hiệu quả nên thôi không có xài nữa. Phải xài, đâu có bỏ được. Không hiệu quả tôi nghĩ hả, chắc là bà xài cái loại chưa có hợp. Tôi để ý nha, mỹ phẩm mình phải lựa cái loại mà mình hạt á, tự nhiên da mình đẹp lên lắm. Trời ơi, bây giờ mỹ phẩm đầy đường á, tôi biết chọn cái nào. Trời ơi, mắc gì bà đi ra đường bà lựa cho mệt nè. Nè khoan. Sao? Nói mới để ý. Dạo này thấy tròn trịa, xinh đẹp da nha. Trời ơi, nói chung là tôi cũng vất vả lắm, chỉ có điều tôi điệu cho nên là tôi dưỡng da nhiều thôi. Chỉ cho bà nè, trời ơi tôi dưỡng kỹ lắm. Nãy bà hỏi á, làm gì mà nhiều loại, trời ơi, cần gì, bây giờ điện thoại trong tay, bà chỉ cần lướt mạng. Đó, quá trời mỹ phẩm online, bà chỉ thích loại nào bà nghiên cứu xong bà không có cần phải đi ra đường mua. Alo một phát nó đưa đến tận nhà. Nhưng mà mỹ phẩm an toàn không? Uy tín không? Thì mình phải coi cho kỹ. Với lại nè, bà coi mấy cái review nữa trên mạng đó. Thử đi, hay đổi xài thử loại của tôi đang xài coi, chịu không? Nhưng mà bà xài hộp, tôi xài không hộp hay sao? Nhưng mà nè, tôi nè, nhân chứng sống đang xài cái loại này nè, bà thấy sao? Được không? Đẹp, rất đẹp. Chịu không? Vậy không? Nghe tôi đi, cứ thử coi có hợp không nha. Để tôi gọi điện thoại, chỗ này chăm sóc khách hàng tốt lắm. Tôi gọi điện thoại nó mang đến liền tức khắc. Cái hũ mà tôi đang xài á cũng sắp hết rồi nha, đợi chút nghe. Thấy bà lanh ghê á. Nói nghe nè, tôi tặng, nếu mà đẹp thì lần sau tự mua. Trời ơi, sợ nha. Sao mà nát cái mặt vậy nè trời. Bà Trang, bà nhìn cái mặt của tôi nè. Trời đất ơi, sao như hai giọt nước vậy nè. Không,
ý là tưởng của mình tôi bị ai về bà cũng có ngứa không? Ngứa sao không ngứa? Sao không? Xong bữa bà nói sao không tốt lắm mà. Trời ơi thì tôi đâu có biết đâu, tự nhiên mấy tháng trước mua hũ xài thử thì thấy được, xong bà đến nhà chơi bà thấy mà tự nhiên. Rồi bây giờ làm sao? Bây giờ làm sao? Thì bây giờ bình tĩnh, lúc này mình phải nghĩ ra cái cách chứ. Hay là bà gọi điện nó hỏi đi. Cũng đúng ha. Biết rồi, không mà không được. Bây giờ mà mình gọi điện mình bắn vốn là thế nào nó cũng chối, nó đâu có xuất hiện. Mình mua online mà. Từ từ. À đã, Quỳnh biết rồi. Bây giờ á mình gọi điện thoại mình đặt hàng, xong cái người giao hàng đến tóm cổ mình bắn vốn. Hợp lý đó. Hợp lý không? Nhanh, để tôi đi gọi điện thoại nha. Trời ơi đứng đây gọi đi đâu vậy? Trời ơi đang cắm sạc cái điện thoại đợi chốt. Sao rồi? Rồi rồi. Trời đất ơi, 30 phút nữa nó xuất hiện. Sao lâu vậy bà? Dạ có ai vậy chị ơi? Quay đi. Vô đi. Dạ. Chào chị. Chị ơi, chị có đặt mỹ phẩm đúng không? Bên em giao hàng cho chị nè. Đúng rồi, anh dạ. Đặt xuống đi. Dạ. Anh ngồi xuống luôn đi. Ôi, không cần đâu chị ơi. Anh chị ngồi thanh xuống toán đi, rồi mình thanh toán sau. Dạ. Trời ơi, anh mặc chị sao vậy? À, em biết rồi. Cái này là do chị ăn hải sản đúng không? Trời ơi, phải còn nói mặt tôi thì sao? Ôi trời, cái gì nữa? Như hai giọt nước vậy. À, biết rồi. Xài chân trộn đúng không? Đó, tiết tiền chi. Tiết 2-3 ngàn bạc chi, rẻ hơn chi xài kem trộn bây giờ đó, chuốt quả vô thân người ta nói tiền mất tật mang. Lựa sản phẩm uy tín như công ty em nè, xài vô tư. Vậy đó. Dạ. Mày nhớ can tao lại nha, tao giết cái thằng nè. Dạ. Thôi dẹp luôn đi, khỏi cần nói vòng vòng dài dài nữa. Bữa nay tôi kêu cậu đó, nó không có buôn bán gì á. Đúng. Mắc cậu bồi thường cho tụi tôi đó. Chính xác. Cái nè, gì? Tôi mua hàng bên cậu đó, cậu nhìn đó, đi. Đây. Chứng. Đúng rồi nè, trời ơi kem bên tôi sao kem tốt vậy, không xài đi xài kem trộn chi cho mặt mũi vậy. Trời ơi nhờ cái kem tốt của cậu đó mà giờ hai cái bản mặt tụi tôi tày quầy vậy nè. Ôi trời ơi, cái gì? Thôi nha, hai chị đừng có vu khống nha. Sản phẩm của bên tôi là sản phẩm chất lượng, đạt tiêu chuẩn đồng hoàn, có giấy phép hẳn hoi. Dẹp cái tiêu chuẩn, cái giấy phép của anh đi. Anh nhìn hai cái bằng chứng sống đây nè. Đó. Trời. Tự nhiên xài cái kem của anh xong nè, mặt cả hai đứa đều nổi. Vừa nổi hột đỏ mà vừa ngứa nữa. Đúng rồi đó. Hỏi chị nè, làm sao tôi biết chắc được hai chị xài kem của tôi mà nổi với cái hột đỏ trên mà nè. Ai biết đâu xài kem dởm xong giờ đổ thừa cho kem tôi. Anh đến đây giao hàng lần thứ 3 rồi nha. Anh đừng có nói nha. Tôi vẫn công nhận là tôi giao hàng chị chỉ là khách quen nên đặt 30 phút là 30 phút, không lố một giây tôi đã có mặt giao hàng, đúng không? Tôi khẳng định là cái kem của cậu là kem không có chất lượng. Trời ơi, thôi nha. Tôi yêu cầu hai chị ăn có thể ăn bậy nhưng không thể nói bậy. Kem của tôi là kem chất lượng, được đảm bảo và có giấy kiểm định hẳn hoi. Tôi không có nói bậy. Bây giờ không có nói nhiều nữa. Bây giờ rồi, cậu nói là có giấy tờ hẳn hoi đúng không? Đúng. Đưa ra đây cho tôi. Đúng rồi đó. Tôi phải kiểm tra thì tôi mới tin. Giấy tờ đâu? Hai chị lạ. Tự nhiên giấy tờ đâu? Ủa tôi đi giao kem chứ tôi đâu phải đi chứng minh giấy tờ cho hai chị, mà hai chị cũng không có thẩm quyền gì để kiểm tra giấy tờ của công ty tôi hết. Nếu mà anh không trình được cái giấy tờ của cái đăng ký sở y tế các kiểu nha, tôi sẽ kiện anh ra tòa. Đúng rồi đó. Ui lãng nhắc. Trời ơi, hai chị nói đi, ai tin à? Mặt hai chị là bằng chứng là do xài sản phẩm của tôi mà dị ứng. Trời ơi, xin lỗi nha, không có bằng chứng gì hết. Và sản phẩm tôi khẳng định một lần nữa là sản phẩm tốt, có chất lượng, có giấy kiểm định hẳn hoi, nên tôi không phải đền bù hay là gì hết. Đi kiện đi, tôi hầu. Trời ơi. Đi nè, cái hàng đó trả đây. Trời ơi, không mua thôi, bơm hàng thôi, đi về. Rồi giờ sao? Hết tôi phải hỏi tư vấn của chương trình Bốn Phương Kỳ Án rồi mình xử nó. Bốn Phương Kỳ Cục Án bà. Bốn Phương Kỳ Cục Án đúng. À, có lẽ đây sẽ là trường hợp mà không ít người mắc phải. Đình Tài nói giống như là hai cô gái đó, thì sau khi nghe lời bạn mình là mua cái mỹ phẩm rồi, bây giờ nó bắt đầu kích ứng dị ứng ở trên da. Vậy thì về phía pháp luật, Đình Tài muốn hỏi luật sư Huỳnh Thị Thanh Hồng là hai cô gái đó có quyền khiếu nại hay là khởi kiện cái công ty bán cái mỹ phẩm đó cho mình hay không? À,
Dạ, dạ thưa anh Đình Toàn, thưa quý vị khán giả, là liên quan đến cái tiểu phẩm trên thì bản thân em thì em thấy nổi trội lên đó vấn đề đó là về vấn đề là chất lượng sản phẩm. Dạ. Thì theo quy định của luật của mình á, thì nó có những cái quy định liên quan tới của cơ quan nhà nước mà người ta điều chỉnh liên quan tới vấn đề đó, đó là luật bảo vệ, luật chất lượng sản phẩm hàng hóa và luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Thì đối với hai cái luật đó thì khi mà những cái đơn vị mà cung cấp những cái sản phẩm đó thì họ phải đảm bảo rằng là cái chất lượng sản phẩm đó là nó phải đúng với những gì mà họ đã niêm yết, họ đã quảng cáo hoặc là họ đã cam kết với khách hàng. Nếu trong trường hợp mà những cái sản phẩm đó mà gây đến những cái thiệt hại gì về sức khỏe cho cái người tiêu dùng thì khi đó người tiêu dùng được quyền gửi đơn đến những cái cơ quan nhà nước có thẩm quyền để mà có thể là khiếu nại đối với cái chất lượng sản phẩm hàng hóa đó hoặc là khởi kiện ra tòa yêu cầu bồi thường thiệt hại cho cái sức khỏe của mình bị xâm phạm. Dạ. Yeah. Nhưng mà trước khi chúng ta gửi đơn hoặc là khiếu nại hoặc là khởi kiện thì mình có phải làm cách nào đó để biết rằng cái sản phẩm đó nó gây tác hại đối với bản thân tôi không? Cái mỹ phẩm nó là một cái mặt hàng nó rất là nhạy cảm, có thể là nó phù hợp với người này và nó không phù hợp với người kia. Dạ đúng. Dạ thì khi đó là mình cần một cái kết luận từ một cái cơ quan chuyên môn. Những cái cơ quan quản lý nhà nước thì người ta khi mà mình gửi đơn đến những cái cơ quan đó thì những cơ quan đó sẽ có trách nhiệm làm rõ những cái nội dung này cho chúng ta. Nếu trường hợp mà những cái sản phẩm đó mà nó là đúng theo những cái tiêu chuẩn mà nhà nước quy định thì khi đó những cái sản phẩm đó thì nó không bị xử lý gì cả. Còn nếu trường hợp những sản phẩm đó có thể là hàng kém chất lượng hoặc là hàng giả thì khi đó những cái cơ quan này người ta sẽ có những cái biện pháp xử lý bằng cách có thể là bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc là có thể là chuyển qua hồ sơ qua công an để xử lý về tội là buôn bán hoặc là sản xuất hàng giả theo quy định của Bộ luật Hình sự. Vậy thì ở đây để chúng ta có đủ các bằng chứng để chúng ta có thể khởi kiện và bảo đảm rằng cái việc đó nó ảnh hưởng tới sức khỏe của mình. Dạ. Thì như trong trường hợp cụ thể thì hai cô gái này cần phải làm gì? Dạ, thưa anh Đình Toàn, thì trong trường hợp này những cái cô gái này càng cần thu thập những cái chứng cứ để mà khi mình cung cấp cho những cơ quan chuyên môn cần có tài liệu mình cung cấp. Có thể là hai cô gái này sẽ đến bệnh viện để đề nghị khám, bệnh viện da liễu chẳng hạn, để khám về để coi cái mức độ tổn thương của cái mỹ phẩm đó đối với làn da của mình nó như thế nào. Thì sau khi có những cái kết luận đó rồi thì kèm theo với những cái sản phẩm kém chất lượng mình có thể là xuất trình những cái đó mình gửi cho bên chỗ cơ quan chuyên môn để nhờ cơ quan chuyên môn là bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng trong cái trường hợp này. Dạ, vậy thì cái quá trình mình sẽ khởi kiện nó sẽ bắt đầu như thế nào? Dạ, trước tiên thì theo em khuyên á, là mọi người nên gửi đến phòng kinh tế của bên chỗ ủy ban nhân cấp quận nơi mà cái giao dịch đó được thực hiện. Giả sử anh Toàn đang ở quận nhất ha, thì anh Toàn có thể gửi đơn đến là phòng kinh tế của ủy ban nhân dân quận 1. Thì cái cơ quan này sẽ là cái cơ quan giải quyết cho anh Toàn. Thì người ta sẽ mời hai bên lên làm việc, mời phía bên công ty và phía bên chỗ cái người tiêu dùng để làm rõ cái sự việc và có thể là trong quá trình đó có thể là sẽ gửi những cái sản phẩm mà kém chất lượng đó đến những cái cơ quan mà dạng như là cơ quan kiểm định đó anh, cơ quan kiểm định cái chất lượng đó để có những cái kết luận. Từ những cái kết luận đó mình sẽ làm cái cơ sở để cái phòng kinh tế này người ta sẽ xử lý hành chính mình hoặc là có thể người ta sẽ chuyển hồ sơ qua công an. Cảm ơn luật sư Huỳnh Thị Thanh Hồng. Và thưa quý vị, Đình Toàn hy vọng là khi chúng ta mua sắm ở trên mạng thì chúng ta cần lưu ý rất nhiều điều để cho mình có những cái sản phẩm an toàn với bản thân mình cũng như là chúng ta có được cái niềm vui và sự an tâm khi đến với những cái sản phẩm. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chào quý vị khán giả. Trời đất ơi, má sang tên cho ảnh rồi thì ảnh là chủ quyền sở hữu. Thì bây giờ ảnh mất rồi, vợ con ảnh phải được quyền bán chứ má. Sau khi bán xong con sẽ đưa cho má 500 triệu đàng hoàng. Do đó tự ý định đoạt cái tài sản mà chưa có sự đồng ý của bác, đồng thừa kế khác, chưa đồng ý của người mẹ. Như vậy cái giao dịch bán nhà là hoàn toàn vô hiệu và nó không phát sinh quyền lợi nghĩa vụ cho các bên.